Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Xin chào cả nhà nha. Mình đã tới trung tâm du lịch Buôn Đôn rồi. Chiếc mui trần của mình mới vừa chạy qua. Đồ đẹp quá các bạn ơi. Đây là chỗ nơi bán đồ lưu niệm ha. Dễ thương em. Quá trời đồ thổ cẩm mà các bạn. Đã đến Buôn Đôn rồi ha. Đây là sơ đồ trung tâm du lịch Buôn Đôn. Lan rừng các bạn, người ta bán lan rừng. Cái lá này ra bóng đẹp dạng lắm. Mẹ ơi, lưng chung gốc cây rất là đẹp. Mẹ ơi, mình đi ra mới mua được cái giải thích gì đó. Mẹ ơi, nhầm chơi. Cái đó là cái ngọc điểm. Cái chiếc chân em có nhiều loại. Ngọc điểm rừng. Quà cho em đây. Rồi, ok. Ừ đúng rồi, Alibaba. Sao cái đất lũng lỗ rồi? Ngày nào cũng lũng lỗ rồi. Đi vô, đi vô, đi vô. Quan trọng là che chỗ đó mà chỗ đó lũng quá. Dễ thương ha. Mấy này cỡ con thuyền nè. Cỡ con thuyền mặt dừa nè. Rồi. Bạn này thì ở đây, người ở đây. Cổng vô đâu chị? Đây nè, cái chỗ mũi tên xanh kiểu treo nó chỉ ở đó. Dạ rồi, qua đấy nó gần. Là những ngôi nhà sàn cho người dân tộc hết các bạn. Bữa nay mình bị khan tiếng rồi, mình không có còn nói sung như hôm qua nữa. Bữa nay tiếng mình bị khan rồi. Mình giỡn quá, mình chơi quá, mình bị khan tiếng rồi. Ồ, cái nhà vô đẹp quá. Đây là mình đã đến cầu treo du lịch Buôn Đôn ha. Ừ.
Đây thì cái bậc thềm đi xuống. Dọc ở đường thì người ta có bán đồ lưu niệm cũng rất là nhiều. Nói chung giá cũng rẻ chứ không mắc. Đuôi voi hả? Hả? Đuôi voi hả? Không phải cô. Cái này là cái gì vậy em? Cái này là gì vậy? Lông đuôi voi á. Lông đuôi voi á. À, lông đuôi voi. Cái này nhiều tiền không em? Một sợi 200 ngàn. À, một sợi 200. Cộng. À. Bao nhiêu về cái đuôi voi? Đây này. Yeah. À. Nhận này là có hết nè, có luồng voi hết nè, bọc bạc. À. Mấy cái này là ngà, bọc ngà luôn. À, cái này là bằng ngà của voi. Ừ, ngà voi. Là một sợi là 200. Ừ. Còn cái sợi đó luồn vô cái nhẫn như đúng thế này. Nhẫn bao nhiêu tiền? Nhẫn 250. Nhẫn 250. Là một cặp của nó hả? Đúng rồi, những đôi. Còn những đơn này là 150. Đây, 150. Mình đi vô trong chơi đi, lát mình ok. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn bé nha. Chắc xin quay xin. Rồi, à, các bạn ơi, à, đây là vé, mình mua 3 vé vào tham quan nha. À, mỗi một vé ở đây là 40.000 đồng thôi nha các cả nhà. Rồi, ok, thank you. Hello cả nhà. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu đi tới cầu treo nha. Cầu treo Babylon. Đó, các bạn thấy đu đưa không? Cầu treo lắc lẻo các bạn ha. À, ghê quá. Wow, rất là đẹp, cảnh đẹp lắm các bạn ơi. Chui nha, bắt đầu mình chui qua cái cây nè. À. Với xuất là có cơ hội xài điện thoại mới luôn các bạn. Đó, wow, cảnh đẹp quá các bạn ơi. Thiên nhiên thật là tuyệt vời. Hình như là mình có cảm giác mình đi ở đây người ta đang cố tình làm cho mình để thử cái độ rung của máy các bạn. Mình test độ rung của máy luôn. Cả nhà mình quay có hơi bị rung không ạ? Có. Đây các bạn ơi, rất là vui nha. Ờ ơi, trong phú vậy nè, ghi tên lên nè, à, khắc lên nè, có chàng trai viết lên cây, à, có chàng trai viết lên cây và thương cô gái, thả tim lên nè, trái tim lên nữa nè. Wow, tuyệt vời. Ồ, giống đi rừng Marichi quá cả nhà ơi. Nhưng mà cái này là ở Buôn Đôn nha, này không phải rừng Marichi nha. Này là Buôn Đôn nha cả nhà, cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình đang đi qua con suối, các bạn có thấy con suối không nè? Đây, con suối đang chảy róc rách nè. Đây, cạnh bên đây con suối nè. À, nó có độ ẩm của rừng đó em. Rừng này kìa, mình... Để cô đi trước cho. Rừng này kìa... Mình nghĩ là nó xếp vào rừng nguyên sinh đó cả nhà, nó 5 tầng á. 5 tầng thực. Chụp hình đi cô. Ờ. Ok, đó, vừa quay vừa chụp luôn mà. Ok, quay nè cả nhà ơi. Lại gần nè. Rồi nha, chuẩn bị nha. 1 2 3. Trời ơi, bỏ khẩu trang ra cô nương, che lại nó thấy gì đâu. Kéo xuống luôn, kéo ra luôn. Cho đẹp gái. Chuẩn bị lại nha, 1, 2, 3 tươi. Các bạn thấy ba cô trò mình nhoi không? Rất nhoi, mình công nhận là nhoi. Ờ. Ba chị em tóc bạc như nhau. Nhà có ba nàng tiên. À.
Rồi Nhi ơi, Nhi có thay đầm ra chụp hình không? Chỗ đây không có ai nè. Ở đây. À. Đây, thích quá cả nhà. Ừ. Đây các bạn, rừng nè. Nghe tiếng suối nha. Tiếng suối trong như tiếng hát xa. À, quý khách không đi thuyền, không lội bộ qua sông nguy hiểm. À, mấy sông à. Cái bình vô khác. Ừ. Đây, rồi bây giờ nghe tiếng suối bên kia, mình nghe tiếng suối thôi. Chi sao bên kia có những ngôi nhà đẹp lắm. À. Có thể là như vậy. Wow, cảnh rất là đẹp các bạn. Sao sao bên kia kìa. Giờ mình hú nha các bạn này. Tí gọi. Ê, cẩn thận em. Trơn lắm á. Tí gọi nơi hoang dã nha cả nhà. Mình hú, mình gọi nha. Mình gọi để mình tối đầm rủ vô chợ tình nè. Giờ giờ ta thầy ở Sài Gòn, thầy nghỉ ngơi đi nha thầy. Ở đây em hú kêu già làng. Em gọi già làng ra mới được. Anh gì đấy ơi, ở đây là đa số là dân tộc gì ha thuyền? À, AD hả? Ồ, bây giờ mình sẽ quay nước chảy cho các bạn xem nha. Nước chảy xiết luôn. Wow, nhờ trời mưa đó cho mình mới coi được như thế này, mới đẹp như thế này nè. Trời mưa nước nó nhiều quá, đổ chảy xiết luôn. Ôi đẹp quá à, nước chảy xiết luôn các bạn. Wow, wow, đã quá à, thích quá. Đây, đây là suối nguồn tươi mát nha cả nhà. Em đi qua cầu tre lẻo ha các bạn. À, nước như vậy là nước không sôi bóng em rồi, nước đục rồi, không sôi bóng em rồi. Vì ngày hôm qua có những cơn mưa lớn các bạn ha. À, bọn mình đi còn bị những cơn mưa rừng này ướt mà. Hôm nay là mình bị cảm luôn. Cảm nhưng mà cảm nhẹ thôi, mình vẫn còn nói được. Nhờ bé học viên của mình á, mình đến nhà của bé thì bé làm nước gừng mật ong á các bạn. Wow, uống vô ra giải cảm. Ra hôm nay là mình có sức mình đi tiếp và mình mới nói được, chứ thôi ngày qua là mình mém tắt tiếng rồi. Mình gặp một trận mưa rừng rất là lớn. Đẹp lắm nha các bạn. Nước suối chảy. Ở đây thì vì một môi trường xanh sạch đẹp. Đây, người ta có. Wow, cây mắt qua mắt lại. Nhìn khung cảnh rất là lãng mạn. Nhưng mà nãy giờ mình tìm qua mình không thấy một cái chú khỉ nào cả. Ở bên rừng Marichi thì mình đi con khỉ nó rất là nhiều. Nó ở phía trên những cái cây này các bạn. Nhiều khi những cây xoài hay cây mít rừng, hay xoài rừng hay là chôm chôm, nó ăn xong nó còn chọi vô đầu mình á. Này, vô tới đây rồi. Càng vô sâu càng đẹp các bạn ơi. Là cầu treo. Nước chảy róc rách, róc rách. Wow, mát lắm cả nhà ơi. À, không gian á, cây cối che chắn lại hết, thành ra mát rượi rồi. Gặp mình đi buổi trưa các bạn thì cây nhả ra oxy, thải ra oxy, thành ra rất là mát ha. Không khí rất là trong lành, dễ chịu. Thôi, mình phải hít thở không khí trong lành thôi. Đã quá. Các bạn học viên của mình đã đi qua tới bên kia rồi kìa. Tới bên kia cầu rồi kìa. Ok.
Các bạn thấy nước suối chảy đã không? Rất là lãng mạn ha. Những đôi lứa yêu nhau mà có thể đến đây rất là lãng mạn ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Lát nữa mình sẽ quay tiếp ở video sau cho cả nhà nha. Bye bye. Bạn nào thấy video bớt, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.